Sáng ngày 1 tháng 11, Ban chỉ đạo Ban diễn tập động viên thực hành huy động quân nhân dự bị năm 2022 của huyện đã tổ chức thực hành tập trung tiếp nhận quân nhân dự bị, bàn giao cho các đơn vị thường trực quân đội làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Dự buổi thực hành có đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo Ban diễn tập của huyện. Thực hành diễn tập với các đề mục hành động của chỉ huy cơ quan khi nhận mệnh lệnh động viên, thực hành huy động quân nhân dự bị qua trạm tập trung và bàn giao cho đơn vị dự bị động viên. Sau khi nhận lệnh động viên của Ban chỉ huy quân sự huyện, các quân nhân dự bị của 23 xã thị trấn trong huyện đã tập trung tại điểm tập kết đúng thời gian theo quy định. Sau đó, lực lượng quân sự đã lập các trạm và kiểm tra, đối chiếu danh sách từng cá nhân theo biên chế, hoàn thiện hồ sơ của các quân nhân và tập trung tại vị trí tập kết sẵn sàng hành quân. Nhận được chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên trong công tác động viên quân nhân dự bị để tham gia diễn tập năm 2022, thì xã Tân Thịnh đã triển khai đến đồng bộ đến tận các 6 bản, các mời các đoàn thể cùng tập trung tuyên truyền vận động. Mặc dù ở địa phương cũng như các địa phương khác, cái khó khăn chung là hiện nay lực lượng dự bị động viên là đi tham gia lao động ở các khu công nghiệp cũng như là ngoài địa phương, ngoài tỉnh. Nhưng mà dẫu sao nữa thì được cái sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể cũng như là cái lực lượng thôn đội trưởng tại xóm thì cũng đã vận động các dự bị động viên đến có mặt tập trung rất đầy đủ, đúng thời gian quy định. Tại buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã phát biểu động viên các đồng chí quân nhân dự bị trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Đồng chí cũng khẳng định thông qua diễn tập sẽ nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, chuẩn bị và thực hành huy động, tiếp nhận, vận hành trạm tập trung, quân nhân dự bị bàn giao cho các đơn vị, đồng thời rèn luyện tác phong, khả năng xây dựng và triển khai các văn kiện động viên quân nhân dự bị khi có tình huống xảy ra. Nhiệm vụ động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật kịp thời bổ sung cho các đơn vị chủ lực của quân đội để làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Để thực hiện tốt công tác động viên, tôi yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và lực lượng dự bị động viên làm tốt một số nội dung sau. 1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức và nhân dân về xây dựng lực lượng dự bị động viên. Đây là một nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Luôn được tổ chức thường xuyên trong thời bình nhưng phục vụ yêu cầu của nhiệm vụ thời chiến là chủ yếu. Khắc phục tư tưởng xem nhẹ, giản đơn. 2. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị nhận nguồn, đặc biệt là cơ quan quân sự địa phương cung cấp nguồn dự bị động viên, thực hiện tốt công tác đăng ký, sắp xếp, quản lý nguồn. Đây là khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định chất lượng tổng hợp của lực lượng dự bị động viên. 3. Ban chỉ huy quân sự huyện là trung tâm hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị nhận nguồn, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, đảm bảo huy động, bàn giao đủ chỉ tiêu trên giao. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. 4. Công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, tuần tra, duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, rà soát chất lượng chính trị của lực lượng dự bị động viên, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu đề xuất xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành lệnh động viên hoặc các hành vi cản trở, gây rối việc thực hiện nhiệm vụ động viên. Kết thúc diễn tập, công tác bàn giao quân nhân dự bị của huyện cho các đơn vị thường trực quân đội đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt nội dung đề ra, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.